Thưa quý khán giả, tuy không được đào tạo chuyên ngành về máy móc, thiết bị, nhưng xuất phát từ nhu cầu thực tế của một người nuôi chim yến, ông Bùi Phước Vinh, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Ngọc Bảy Nga, đã mày mò, nghiên cứu và cho ra đời hệ thống tự động nhà yến, vừa tiết kiệm chi phí, vừa tạo thuận lợi cho người nuôi trong việc quản lý, chăm sóc nhà yến. Theo đó, hệ thống tự động gia yến được kết hợp từ các thiết bị điện tử kết hợp lập trình công nghệ để có thể theo dõi và thay đổi thông số thông qua giao diện trên điện thoại hoặc máy tính có kết nối internet. Bộ điều khiển được thiết kế theo dạng module nhằm tiết kiệm chi phí thay thế thiết bị. Hệ thống có tính năng báo động trong các trường hợp độ ẩm quá thấp hoặc nhiệt độ quá cao để người trong coi nhà yến kịp thời can thiệp xử lý, cũng như có thể tự động gửi mail báo cáo tình hình hiện tại của nhà yến về nhiệt độ, độ ẩm, thời gian hiện tại của hệ thống. Giải pháp hệ thống tự động giải yến đã đạt giải ba hội thi sáng tạo khoa học và kỹ thuật tỉnh Tây Ninh lần thứ 10 năm 2018-2019. Cá nhân ông Bùi Phước Vinh cũng được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh là nhà khoa học của nhà nông năm 2020. Trong tháng năm này, ông Vinh cũng sẽ là một trong 35 cá nhân được tôn vinh tại Hội nghị tôn vinh danh hiệu trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo, tài năng trẻ khoa học và công nghệ tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất năm 2023 trong cái đợt lễ tôn vinh đợt này thì tôi rất là tự hào cho bản thân cho gia đình vì đã những cái công trình nghiên cứu khoa học của tôi đã được sử dụng rộng rãi góp phần cho sự phát triển cái khoa học công nghệ của tỉnh nhà có thể nói giải pháp hệ thống tự động giờ yến đã góp phần đẩy mạnh phong trào ứng dụng công nghệ thông tin vào nông nghiệp tăng hiệu quả phát triển mô hình nuôi chim yến ở tây ninh